Bạn đã từng nấu hành thánh cho gia đình mình ăn chưa? Dễ lắm luôn á Để hôm nay Diễm chia sẻ cho mấy bạn nào chưa biết nấu nha Đầu tiên là bạn phải phi tỏi thật là thơm nè Sau đó cho vào thịt xay Thịt xay là 500g nha Các bạn sẽ cho vào đây nước mắm này, Dầu hào, tiêu, đường, bột ngọt Nhớ ướp cho nó vừa với khẩu vị của gia đình mình nha Mình sẽ ướp ở đây khoảng 30 phút Bây giờ mình sẽ đi nấu nước dùng dùng á, thì Diễm cũng đã chia sẻ cho các bạn các video trước rồi Cũng là những gia vị cơ bản đó thôi Còn bạn nào thích thêm cái gì thì cứ thêm nha thịt xay sau khi mình ướp được 30 phút thì mình sẽ đi gói hoành thánh nha các bạn hoành thánh thì các bạn chỉ cần nhúng nước xung quanh đó và cách gói thì các bạn cứ gói theo cái cách nào mà dễ dàng nhất cho các bạn thì các bạn cứ làm nha miễn sao mà lúc mình luộc á thịt nó đừng có rơi ra ngoài là được gói xong thì mình sẽ cho một nồi nước sôi thật là sôi sau đó cho một miếng dầu ăn vào để nó không có dính lại nha cho hoành thánh vào thì các bạn luộc khoảng 20 phút là được nha sau khi hoành thánh luộc xong thì các bạn vớt ra cho nó ráo sau đó mình sẽ cho vào tô và múc nước lèo vào dùng thôi với cái cách nấu này thì rất là đơn giản bạn nào cũng có thể nấu được ngay lần đầu tiên luôn cho gia đình mình nha lâu lâu mình ngán ăn cơm á thì mình đổi khẩu vị qua mình ăn hoành thánh hoặc là hủ tiếu gì cũng ngon với cái nước dùng này thì bạn có thể ăn với lại bún cũng được nè hoành thánh hủ tiếu đều được nha